Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn à, Và tới các bạn, trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu kỹ hơn tới mọi người Công dụng của dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1kg đến từ Hàn Quốc Trong việc là hỗ trợ điều hóa huyết áp nếu như bạn đang gặp tình trạng huyết áp không ổn định huyết áp cao hay huyết áp thấp hẳn rằng các bạn đều rất thấy khó chịu cũng như là mệt mỏi đúng không bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta và huyết áp không ổn định thì đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau ờ, nhưng trên thực tế thì dù đến từ nguyên nhân nào thì chúng ta cũng cần phải tìm được một phương thuốc tìm được một phương pháp để hỗ trợ cũng như là giúp huyết áp của chúng ta ổn định trở lại và sản phẩm nấm linh chi đến từ Hàn Quốc sẽ là một trong những loại sản phẩm tuyệt vời giúp huyết áp của bạn được ổn định hơn. Trong dòng sản phẩm nấm linh chi thì đã được nghiên cứu cũng như là chứng minh rằng có đến 119 loại khoáng chất cùng các axit amin, các vitamin thiết yếu cần cho cơ thể. Và với dòng sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng, nó không chỉ là có công dụng bồi bổ, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn có công dụng là điều hóa huyết áp cho chúng ta. Trong nấm linh chi có chứa hoạt chất ganoderic F và một vài teponeid khác nhau như axit ganoderic B, D, H và Y. Trong nấm linh chi cũng có tác dụng mạnh nhất định trong việc giảm huyết áp, điều hòa và ổn định huyết áp ở người cao huyết áp. Và bên cạnh đó thì cũng đã có nhiều kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng ở những người sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi chỉ sau 3 tuần thôi thì các triệu chứng về việc huyết áp của họ không ổn định thì giảm đi rõ rệt, đồng thời là huyết áp của họ được ổn định hơn, tốt hơn, cũng như là sức khỏe của họ thì đã cải thiện hơn nhiều. À vâng như vậy thì có thể thấy là công dụng của dòng sản phẩm nấm linh chi này mang lại vô cùng là tuyệt vời đúng không và chính vì lý do đó mà nấm linh chi đang dần trở thành một trong những loại dược liệu một trong những loại sản phẩm được rất rất nhiều người sử dụng hiện nay và với dòng sản phẩm này thì cách dùng cũng vô cùng là đơn giản mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống đều đặn và cách sử dụng với dòng sản phẩm nấm linh chi này đó chính là chúng ta sẽ sắc và pha với nước nóng chúng ta có thể uống như trà chúng ta cũng có thể là sử dụng để nấu hay là chế biến thành các món ăn khác nhau. Vâng, dù là chúng ta chế biến thành cách nào hay sử dụng ra sao thì cũng không thể phủ nhận rằng là dòng sản phẩm này mang đến những công dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có huyết áp không ổn định. Và quan trọng hơn hết để mua được dòng sản phẩm tốt nhất thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh, chúng ta hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nấm linh chi đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.